luật sa di nói năm giới tại gia duy chí tà dâm mười giới xuất gia đoạn tận tà dâm phạm vào tất cả nam nữ trong thế gian đều gọi là phá giới Ở trước chúng ta học đến đây Bây giờ chúng ta xem tiếp đoạn vàng bên dưới Cho đến người thế gian Vì dâm dục Mà mang họa sát thân tan nhà Xuất gia làm tăng Há càng phạm chăng Căn bản sanh tử dâm dục đứng hàng đầu nên trong kinh dạy rằng sống mà dâm dục không bằng chết mà trinh kiếp đoạn kinh giang này là ngoại định ngũ ác ngũ thống ngũ thiêu năm loại ác này chính là sát đạo dâm dòng tử là năm giới nên nội dung phẩm Kim văn này chính là ngũ giới thập thiện là giới luật mà trong kinh vô lượng thọ nói đoạn kinh văn này nói rất tường tầng Ở trước Hoàng niệm tổ Trích dẫn lời trong sa di luật nghi Phía sau Là ông tổng kết Về đoạn kinh giáo này Cho đến Người thế gian vì giam dục này Ái dục này Tên dục này Mà ta nhà mất mạng Câu này Chúng ta có thể trong lịch sử Hạ Thương Chu Trong thời cổ đại các hoàng đệ cuối triều đại Vì điều gì Mà tan nhà bất mạng Mất đi chánh quyền Hầu như đều là vì dâm dục Điều này trong lịch sử ghi chép rất rõ ràng Chúng ta quan sát tương tận hơn Ở mỗi triều đại Sau cùng mất nước đều là gì vì quân dương này Có thể nói Là phạm hết năm giới Xá đạo dâm dòng tượng Vì thì mà mất đi chánh quyền Tan nhà mất mạng Quý vị sẽ biết tin quan trọng Khi Phật chế ngũ giới cho chúng ta Đối với thế gian Đã tạo thành thảm họa lớn lao Huống gì là người xuất gia Xuất gia làm tăng há còn phạm sao Nó nghiêm trọng đến mức độ nào Căn bản của sanh tử Dâm dục đứng hàng đầu Bởi thì trong kinh nói Sống mà dâm dục không bằng chết mà trên khí Lời nói này là thật chăng? Là thật Sống mà giam vật Sau khi chết đoá vào địa ngục Trong kinh nói về địa ngục là tường đồng trụ sắc Đây là quả báo phải chịu Khi phạm tội dâm vật Còn chết mà trinh thiết Tuy đại đa số đều sanh lên quái trời Thiên đường và địa ngục sai biệt rất lớn Bởi thì chúng ta phải bình tĩnh Suy nghĩ về tương lai Ta đồng ý lên quái trời Hay là bằng lòng đọa vào địa ngục Điều này cần phải có đầu óc tỉnh táo Và thật sự tin nhân quả Trong kinh Đức Phật nói về năm giới Năm điều ác Sát đạo dâm dòng tử là năm điều ác Tạo năm điều ác này Đời sau không được thân người Sanh lên quái trời và giảng sanh Lại càng không có phần Không thể không biết điều này Quý vị xem tịnh độ luận Mở kinh văn chúng ta sẽ thấy Thiện nam tử, thiện nữ nhân Đới nghiệp giảng sanh cũng là thiện nam tử, thiện nữ nhân trong kinh nói Tạo tội ngũ nghề tập ác Họ biết sám hối Biết thay đổi Ít nhất Những ác nghiệp này của họ Dùng câu Phật hiệu này chế phục được mới có thể giảng sanh. Các bậc cổ đức tông môn thường nói, không sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm. Ý niệm là tập khí từ vô thị kiếp đến nay, có khi không khống chế được. Hiện tượng này không thể trách quý gì Bởi quý vị là phàm phu Không phải thánh nhân Sức mạnh tập khí nghiệp này Vô cùng lớn mạnh Thường khởi hiện hành Ý niệm này vừa khởi Chính là ý niệm sát đạo dâm vọng Ý niệm vừa khởi lên Niệm thứ hai là A-di-đà-phật Tức là đem niệm A-di-đà Phật thay thế vào Đây gọi là biết niệm Phật Niệm khiến diệt trừ các tập khí ác nghiệp của chúng ta Từng giờ từng phút Phải cảnh giác cao độ Ý niệm bất thiện khởi lên A-di-đà Phật cũng lập tức khởi lên Thay thế vào ý niệm bất thiện Đây gọi là biết niệm Gọi là niệm Phật chân chắn Niệm Phật có lợi ích thật sự Niệm Phật như vậy Năm ba năm Sức mạnh niệm Phật đã lớn mạnh Trong lúc niệm Phật không còn có ý niệm này khởi lên Lúc này gọi là công phu thành kiến Vậy thì chúc mừng quý vị Niệm đến công phu thành kiến Đây là công phu rất nhỏ Nhưng chắc chắn được sanh tịnh độ Sanh vào cõi phàm thánh đồng cư Công phu niệm Phật sâu dày Cõi phàm thánh đồng cư Cũng có tam bối cửu phẩm Thượng tam bối giảng sanh tự tại Họ buông bỏ thật sự Mặc dù còn có ý niệm này sanh khởi Nhưng tâm lý của họ là gì? Tâm lý của tội nghiệp Nghiệp chứng mình sao lại nặng như vậy? Sao còn có tập khí phiền não này hiện hành? Phải xóa hối bằng cách nào? Bộ câu Phật hiệu chính là xóa hối Câu Phật hiệu này sẽ tiêu trừ niệm ác này Chánh niệm hiện tiền chánh niệm là niệm phật chánh niệm này đánh tan dòng niệm đây gọi là chân xã hội không cần áo não không cần hối hận nhanh chóng chuyển thành phật hiệu niệm rốt ráo câu phật hiệu này người học tịnh độ hoàn toàn dựa vào câu phật hiệu này trong câu phật hiệu này công đức vô lượng vô biên có thể bảo chứng chúng ta giảng sanh tịnh độ thân cận phật di đà trong vô lượng thọ kinh sau lại nói Dâm dục Là cội nguồn trôi lăn trong dòng sanh tử Xa rời nhân duyên giải thoát Đây là nói đến tai hại của dâm dục Cổ nhân nói Đây là phiền nào nghiêm trọng nhất trong phiền nào có người vào trong lục đạo thọ sanh nhân duyên rất phức tạp nhưng ý niệm thứ nhất chính là dâm dục bởi thì Dục không nặng Không sanh ta bà Niệm không nhất Không sanh tịnh độ Thay đổi ý niệm này Quá quan trọng Nó là Lưu chuyển sanh tử Chính là cội nguồn của luân hồi lục đạo Xa rời nhân duyên dài thoát Đây là nói Ta không thể nào thoát ly Luân hồi lục đạo Nhân duyên chính là ở đây Chúng ta có muốn rời khỏi lục đạo chăng Quả thật lục đạo quá khổ